Tổ đình Linh Bủ hay còn gọi là chùa Linh Bủ, tọa lạc tại ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, do Hoàng thượng Thích Thiện Tâm, thế danh là Nguyễn Văn Giác, làm chủ trì, khai sơn năm 1984. Lúc đó được làm bằng lá cây thô sơ trên hộp gờ trăm bầu dùng đất hoang sơ u tịch. Bây giờ bà con hay gọi là chùa Một Đồng. Đây là ngôi chùa đầu tiên có mặt trên cù lao ngập nước này. Hòa thượng Thích Thiện Tâm sinh năm Canh Dần, năm 1879 tại Vĩnh Hậu, Hòa Đồng, nay là huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đến năm Giáp Thìn, năm 1904, vào tháng 3 âm lịch có một trận bão lớn, nước sông Tiền dâng lên cao, làm cuốn trôi làng mạc, chùa Linh Bủ cũng bị hư hại hoàn toàn sau trận lũ. Sau cơn bão, Hòa thượng Thích Thiện Tâm cùng bà con nơi đây đã cưa dừa làm lại ngôi chùa nhỏ. Lúc này do đời sống quá cơ cực nên người dân đã đi nơi khác sống. Hòa thượng ở lại trên mảnh đất cù lao và tiếp tục hương khói cho chùa. Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh chuyên mục khám phá của kênh Khoa Phát Triển Miền Giang nha. Hiện tại Khoa đang đứng ngay tổ đình chùa Linh Bủ. Thì địa chỉ ở đây là thuộc Tân Quý, Tân Thới, Tân Phú Đông, tỉnh Miền Giang. Thì tổ đình chùa Linh Bủ này có mặt rất là lâu nha cô chú quý anh chị. Thì bây giờ Khoa sẽ dẫn quý anh chị vào xem kiến trúc bên trong mình có gì ha. Tổ đình chùa Linh Bủ nha cô chú quý anh chị. Thì kiến trúc bên trong mình rất là đẹp. Mình sẽ đi lại cái hướng cổng lớn mình vào xem có gì ha. Hôm nay là ngày rằm của tháng 11, cho nên thì chùa cũng đang làm lễ cúng buổi trưa ha cô chú quý anh chị. Đây là một cái hang đá lớn nè, rất là đẹp luôn. Để qua xem cái hướng nào mình đi qua cái hang đá ha. Chùa thì mới được tu sửa cách đây khoảng vài năm thôi cô chú anh chị. Cái kiến trúc mình rất là đẹp, vẫn giữ được cái nét cổ kính của ngôi chùa và cộng thêm cái nét hiện đại của những kiến trúc thời bây giờ ha. Ở đây mình có một cái tượng Phật Quan Âm rất là lớn đặt ở chính diện giữa hang đá ha. Bi Trí Dũng thì Khoa cũng không biết cái từ Bi Trí Dũng thì là cái gì nữa. Mọi người biết thì dễ mắt chụp Khoa ha. Đây cái hang đá lớn đó, cô chú anh chị. Phía trước mình cũng có một cái tượng Phật Quan Âm ha, trước cái cổng chùa tổ đình chùa Linh Bủ. Thì ngôi chùa này được xây dựng rất là lâu rồi, cho nên hồi trước nó gọi là cái đình. Thì sau này mình có thay tên đổi hay là sao á, mà bây giờ nó là nó là tổ đình rồi chùa Linh Bủ nữa. Hang đá mình cũng có hướng đi vào ha, rất là nguy nga tráng lệ luôn nè. Cũng chính mình đi vào thì có một cái sân để mà làm lễ cúng nè ha. Rồi đến cái chỗ kiển rất là đẹp, đường vào chính diện ngôi chùa mình nè. Hiện tại thì chùa đang cúng cho nên Khoa không thể nào vào tham quan được. Hiện tại mình đi sơ lược ở ngoài chút xíu ha. Để chút xíu coi xong không thì Khoa dẫn với anh chị đi vào xem cái kiến trúc bên trong ngôi chùa ha. Phía giữa mình có một cái hồ nước lớn được đặt cái tượng Quan Âm ở chính giữa, rất là trang nghiêm.
có một số cái tượng Phật Quan Âm và Phật Thích Ca ha. Đây là tượng Phật nằm nè cô chú anh chị. Linh Bủ Tự. Nghe tiếng chuông chùa lòng thanh thản, thức tỉnh lòng ai mũi bụi trần. Nghe gió chiều thu vàng lá rụng, con về cầu nguyện thoát trần luôn. Ở đây mình có một cái tượng của Phật Thích Ca ha, rất là uy nghi trang nghiêm và tráng lệ. Đây là tượng Phật Thần Tăng nha cô chú quý vị. Điện Địa Tạng. Chắc có lẽ đây là những cái ngôi mộ của những người mà có công với chùa ha. Bên đây mình có cái tháp. Tháp này là dành cho những chủ trì của chùa được chôn cất ở đây. Thì trên những cái tháp này được ghi bằng tiếng tiếng Phạn hay tiếng Trung Quốc gì đó cũng không rành nữa. Chắc ở đây là chủ trì chùa nè. 1986. Ngôi này là 1986. Còn tháp này thì tháp này là của Tổ Khai Sơ chùa Linh Bửu nè, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, sinh năm 1879, viên tịch năm 1948, hưởng thọ là 69 tuổi, tại Pháp Nam Giáp Tức. Là của Hòa Thượng Thích Thiện Huyền ha, sinh năm 1957, xuất gia năm 1971, định cư tại Hoa Kỳ là 1984, viên tịch là năm 2018. Rất là nguy nga và trang nghiêm luôn cô chú quý vị, kiến trúc rất là đẹp. Sư thầy đang gõ chuông làm lễ. Đây là ngày rằm tháng 11 ha. Chính điện của mình. Rất là rộng luôn cô chú anh chị.
lễ nên Hoa không có thể vào vào được ha. Thì nếu có thể Hoa sẽ quay lại video tiếp theo cho cô chú quý vị xem về cái bài trí tượng Phật ở bên trong ngôi chùa ha. Thì hiện tại hôm nay Hoa chỉ đi một cái vòng sơ lược ở bên ngoài cho cô chú quý vị xem thôi ha. Hoa xin kết thúc video ở đây. Thì Hoa sẽ quay lại video phần sau cho cô chú anh chị xem vào một ngày mà gần nhất ha. Rồi Hoa cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Hoa nha.